113 天, ngày 113. Ừ, tối gặp, có gì nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị, hãy nghe và nhắc lại. Ừ, 晚上见, 有什么记得打电话通知我. Ừ, 晚, 上, 见, 有, 神, 么, 记, 的, 打, 电, 话, 通, 知, 我. 嗯, 晚上见, 有什么记得打电话通知我. 嗯, 晚上见, 有什么记得打电话通知我. 嗯, bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说得挺好的. Nhà mình chính là gần đây. 我家就在附近. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Cho nên mình còn chưa cài đặt. 所以我还没有安装. Sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem. 回去以后会下载看看. Lên WeChat nói chuyện nhiều một chút. 多上微信聊天. Đó đâu thể coi là. 那哪能算是. Phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下. Rất quen thuộc đối với quán cà phê này. 对这家咖啡厅很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Bạn nếm thử xem. 你尝一尝. 你尝尝. Thôi. 算了. Một công ty du lịch. 一家旅游公司. Còn chưa biết. 还不知道. Alo. 喂. Có khả năng 6 giờ hơn. 可能6点多. Lúc nào về lúc đó đi. 什么时候回来什么时候去. Trước tiên như vậy đi. 先这样吧. Muộn chút gặp lại. 晚点见. Nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. 记得打电话通知我.